Hello, chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với kênh Khi Lạc Viết Vlog. Thì đây là chương trình Khi Lạc Viết Podcast được phát sóng trên kênh Khi Lạc Viết. Đây là chương trình để mình ngồi lại đây và cùng với các bạn cùng nhau bàn luận, đàm đạo nhân sinh, bàn về những cái chủ đề cũng như là chia sẻ về những cái bài học mình học được trong đời sống. Thì chuyện là tối hôm qua thì mình lướt thread thì mình bắt gặp được một cái chủ đề khá là hay mang tên là không có gia đình hậu thuẫn, rốt cuộc là trải nghiệm gì và thiệt thòi đến như thế nào ấy. Thì ở dưới bình luận có rất nhiều chia sẻ, có rất nhiều ý kiến hay, những chia sẻ đến rất hay đến từ những các anh chị đã có kinh nghiệm ra đời đi làm và trải nghiệm. Thì mình muốn ngồi lại đây, ngồi lên đây và sưu tầm những cái bình luận như thế để cùng nhau chúng ta ngồi lại đi và bàn luận về cái vấn đề này nha. Thì trước hết mình muốn lưu ý là nếu như các bạn muốn đọc tại cái topic này á, thì mình cũng sẽ để ở link nguồn ở dưới phần mô tả của video. Và tất nhiên là nói chung là ý kiến trên mạng xã hội mà có người có ý kiến này và có người sẽ có ý kiến kia, góc nhìn của chúng ta là không giống nhau, vậy cho nên là chúng ta cũng không cần phải, nếu như mọi cảm thấy là không đồng tình hay gì đó thì chúng ta cũng không cần phải dùng những cái lời nó quá là cay nghiệt để mà xúc phạm hay là tổn hại đến ai hết. Nói chung là trong cái podcast này thì mình kiểu muốn như là dĩ hòa vi quý và kiểu xem xét cái gì mà hợp với mình thì mình tiếp thu, còn không hợp thì mình cứ bỏ. Chứ mình nghĩ là nếu như mà là một cái người sử dụng mạng xã hội văn minh ấy, thì mình nghĩ là chúng ta đừng có nên sử dụng những cái lời quá là cay nghiệt khi mà nói với một người mà khi mà chúng ta chưa hiểu được cái nhân sinh quan, thế giới quan, quan tâm quan của họ, và mình cũng chưa biết là người ta đã trải qua những gì, và mình cứ lên án phê phán tố cáo thì nó cũng hơi bất công cho người ta. Thì ok, mình cùng nhau bắt tay vào cái topic ngày hôm nay nha. Ok, let's go. Ok, đầu tiên thì đây là cái bài bài viết của bạn Góc Nhỏ Cô Dâu. Thì mình cũng sẽ để link thread ở dưới phần mô tả cho mọi người. Ok, chủ đề với nội dung như sau: cảm giác không có gia đình hậu thuẫn sẽ như thế nào? Mình năm nay 22 tuổi, học một trường đại học bình thường, gia đình bố mẹ thuần nông, mình vẫn ở trọ, vẫn đi làm phục vụ. Suốt 3 năm đại học không có thành tựu gì nổi bật, trong khi những người bạn đại học của mình thì chấm chấm. Thì nói chung là đọc cái topic này thì mình nói chung là cả làm viết chị ấy đang bị kiểu áp lực đồng trang lứa. Thì nói chung cuộc sống của chúng ta mà kiểu nói chung là có hiện tại nha, chúng ta vẫn gọi là sống một cuộc sống rất là bình thường, nhưng mà có những người bằng tuổi của chúng ta cũng y chang chúng ta vậy, nhưng mà người ta đã có những cái thành tựu gọi là vượt bậc, ví dụ như là tháng vài trăm triệu này, nhà lầu xe sang này, có tình yêu viên mãn và các kiểu. Thì cái những cái chuyện này nó sẽ không tránh làm cho chúng ta có cảm giác tủi thân và có hơi áp lực. Thì cái này là cái chuyện áp lực đồng trang lứa, là cái chuyện mà những ai đó phải, tất cả chúng ta mỗi người đều phải trải qua thôi. Và tất nhiên là phải còn tùy theo cái góc nhìn, cái góc nhìn cá nhân của một người là như thế nào. Có người sẽ dùng nó để làm động lực để tiến lên, để phát triển tốt hơn, khiến cho cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Có người thì sẽ cảm thấy bất công, tự ti và thụt lùi, không chịu phấn đấu. Thì đó là góc nhìn của mỗi người. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi vào những cái bình luận để xem là những anh chị ở phía dưới đã khuyên nhủ hay là đưa ra lời khuyên góc nhìn cá nhân như thế nào nha. Xu hướng hiện tại hay so sánh mà toàn so sánh với những người có thành tựu, như vậy có quá khắt khe với bản thân không? Như mình năm 25 tuổi đi làm công ăn lương, năm 18 tuổi giờ chả có tấm bằng nào, như như bạn còn có tấm bằng đại học là quá ok rồi nè, tiếp tục cố gắng tới ngày thiên địa lợi nhân hòa nè, thiên địa nhân hòa, ok thiên địa lợi nhân hòa. Cảm ơn bạn nhiều, có những ngày mình nằm dài mình không làm được gì, mình cứ suy tư đủ thứ, biết cuộc sống còn nhiều điều ở phía trước nên mình vẫn luôn cố gắng tiến lên. Thì nói chung là cái này thì mình nghĩ là ai rồi cũng phải trải qua thôi. Nói chung là ngẩng đầu không bằng ai, cúi đầu cũng không ai bằng ấy. Nói chung là chúng ta kiểu có đôi khi so sánh sẽ giúp chúng ta có động lực để tiến lên, nhưng mà so sánh một cách quá cực đoan là khiến cho mình kiểu cảm thấy rất là tự ti, kiểu tủi thân các kiểu á. Nên nói chung là cái việc mà so sánh có đôi khi á, mình không có lướt mạng, có những cái ngày mà mình tĩnh tâm nha, là mình không có lướt mạng xã hội, mình không xem cái thế giới ngoài kia mình đang xảy ra như thế nào, nhưng mà mình chỉ chú tâm cho chính mình thôi, như vậy mình mới cảm giác mang lại kiểu tức là bắt bắt nguồn từ nội tâm đó. Nói chung là tâm tâm tạo cảnh mà, tâm ta thế nào thì cảnh như thế ấy á. Thì chủ yếu là mình gọi là đặt bản thân đề cao, bản thân gọi là ở so sánh bản thân của ngày hôm qua. Nói chung là mình rất là ít khi so sánh mình với người khác. Nói chung là
chủ yếu là so sánh mình với mình của trước kia rồi các kiểu thôi. Với lại mình lúc mà mình so sánh với người khác mình rất là ít khi so sánh kiểu cực đoan, tại vì khi mà các bạn hiểu sâu về cái luật nhân quả thì các bạn sẽ biết tại vì sao mà có một người người ta là có thể thuận em sống một cách êm đềm, nhà nhà hạ có những một số người người ta là cực khổ như vậy, thì tất cả đều nằm trong cái sự an bài của nhân quả rồi. Khi mà chúng ta hiểu nhân quả đủ sâu thì chúng ta sẽ không còn oán trách than hơn trách phận hay là cảm thấy tủi thân hay cảm thấy cuộc đời bất công đâu. Mình cảm thấy là nhân quả thật sự rất là công bằng, chỉ đáng tiếc là kiểu cái khoảng cách giữa nhân và quả cách nhau quá xa nên mọi người kiểu gọi là bị lầm tưởng và cảm thấy thế giới này bất công thôi, chứ thật sự nhân quả vẫn luôn vận hành và mình tin là vậy. Khuyên bạn nên làm gia sư, một tiếng dạy gia sư đã là 300k rồi. Nếu bạn dạy cơ, dạy vẽ năng khiếu, ngôn ngữ đánh đàn, phần mềm tin học thì lương còn cao hơn để dành thời gian cho học tập. Đừng nên đi làm công việc tốn quá nhiều thời gian mà không có thu nhập tương xứng. Ok. Thì đây là một cái ý kiến khá là hay, nhưng mà mình nghĩ là ở ví dụ như nếu như mà mọi người bí quá hóa liễu thì mọi người kiểu có thể chọn là những cái công việc mà nó không thuộc cái chuyên ngành của mọi người ấy, rồi mình kiếm thêm thu nhập rồi để ổn định, rồi mình làm những cái gọi là trọng tâm cái chuyên ngành phát triển. Còn nếu như mà có cơ hội thì mình nghĩ là cái chuyên ngành của bạn là gì thì mình nên nghĩ là bắt đầu từ cái chuyên ngành đó thì nó sẽ có lợi hơn, từ phát triển từ cái thế mạnh của các bạn thì nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Nhiều khi cái bạn đang có là cái mà người khác đang mơ ước. Mình và bạn bằng tuổi nhau nhưng mà bạn thì đang đi học vì là có bằng đại học, bạn đang cố gắng vì tương lai, còn mình thì ba mẹ bỏ bỏ từ lúc mình mấy tuổi cơ, xong phải tự đi làm, tự nuôi bản thân, làm thế mẹ luôn. Và mình kiểu như là bây giờ ra đời á, người khác họ học cao, họ nói chuyện với nhau á, còn mình thì cứ ngu chả hiểu gì á. Nói chung là đọc cái này mình cũng cảm thấy cái thương cho chị này, kiểu nói chung là mọi người nên nhớ một cái câu là ngẩng đầu không hơn ai, cúi đầu không ai bằng. Nói chung là trong thế giới này nha, nếu như mà so sánh hơn chắc chắn bạn sẽ thắng, bạn sẽ hơn một số người, và chắc chắn là bạn sẽ thua thiệt một rất rất là nhiều người, tại vì thế giới bao nhiêu người bạn không biết được, không bao giờ mà đứng cái vị trí thứ nhất được. Nên nói chung là hãy nhìn vào những thứ mình đang có, ưu điểm mình đang có là gì và trân trọng từng thứ. Nói chung là có đôi khi những cái thứ mà mình đang có là đều là những cái ân huệ, những cái phước lành mà đợi khi mà mình mất đi rồi mình mới cảm thấy hối hận, và mình sẽ nuối tiếc là tại vì sao mà hồi xưa mình có như vậy mà mình lại không trân trọng, đợi khi mất đi mình tiếc nuối. Tại vì mình đã từng, có thể là mình đã từng trải qua rồi nên mình cũng khá là hiểu cái cảm giác mà khi mất đi một cái điều mà mình không không của ngày xưa thì không quá để tâm quan trọng, nhưng mà mình phát hiện ra khi mà mất đi thì nó thật sự là rất là một cái sự nuối tiếc, bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời ấy. Hãy biết ơn khi được bố mẹ mình tạo ra, tự lập một đức tính tốt của con người, có gian nan khổ ải thì mới có thành công. Câu này rất là hay nha. Bố mẹ còn khỏe mạnh không phải lo thuốc thang bệnh viện hay là báo tiền báo con báo cháu là may mắn lắm rồi em ơi, nên là hãy trân trọng với những điều hiện tại rồi đi lên từ từ em nhé. Cái này thì đúng nha mọi người, kiểu mình thấy là mọi người tự ti về kiểu ý là không có hậu thuẫn, không có gia đình hậu thuẫn, không gia đình không có điều kiện giàu có, nhưng mà mọi người là quên ấy, là mình đang sở hữu một cái thật sự là may mắn, ít nhất là bố mẹ mọi người còn khỏe mạnh, còn có thể đi làm, còn có thể cho mọi người ăn học. Nếu nếu lỡ như bố mẹ các bạn bệnh thì sao, kiểu gia đình không xoay sở được thì sao sao thì mình nghĩ là tất cả đều là những phép lành phép màu, thì mình nghĩ là chúng ta tin chúng ta may mắn thì may mắn sẽ đến với chúng ta, kiểu vậy. Mình bằng tuổi bạn và hoàn cảnh cũng khá giống bạn, nhưng mình hiểu bố mẹ mình không có những trải nghiệm của mình để thật sự hiểu hay chia sẻ định hướng cùng các con. Mình chỉ mong gia đình khỏe mạnh là vui rồi, mình may mắn có nhóm bạn để chia sẻ và cũng cố gắng tự thân nữa, nên bạn bè thật sự rất quan trọng, cố lên nha. Thì nói chung nếu như mình xét về hoàn cảnh thì nếu mình nói ra cái hoàn cảnh mâu thuẫn là gì nhỉ, có gia đình hậu thuẫn mình cũng chưa hiểu ý kiến của mọi người, tại vì cái hậu thuẫn mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau. Và nếu như mà xét về hậu thuẫn mà ra ra trường được bố mẹ lo ăn cho, cơm ăn việc làm, công ăn việc làm thì đó là một cái điều khá tốt, nhưng mà nếu như mà xét về cái hậu thuẫn là đó thì chắc chắn là cái điều đó thì mình khả năng cao là không có, tại vì bố mẹ mình cũng là những cái người thật sự rất là bình thường luôn. Nhưng mà kiểu nói chung là gia đình của mình thì kiểu nếu như mình so với các bạn du học sinh thì gia đình của mình cũng thuộc loại thấp ấy, tại vì những cái bạn học sinh bạn những cái bạn xung quanh mình các bạn ấy khá là giàu.
Thì nếu như mình so ra thì mình chả là cái thá gì cả luôn, nhưng mà mình rất là biết ơn. Thứ nhất là ba mẹ mình còn có công ăn việc làm, ba mẹ mình còn có sức khỏe này, ít nhất là mình còn có gia đình, có nơi để về, có nơi để nhớ, để nói chung là có đôi khi á, thật ra lý do như mà kiểu mọi người mình đảm bảo với mình lâu là mọi người sẽ biết là có những lúc nha, mình thật sự đã có những lúc mà mình thật sự không có muốn sống nữa luôn ấy, nhưng mà kiểu có đôi khi mình nghĩ lại là chị mình hồi hồi xưa mình cũng có tâm sự với mọi người, xong mọi người nói là thôi thì nếu như mà mình sống không nổi thì cứ sống vì người mình thương đi. Anh chị mình hay nói với mình á, em không những sống cho chính em mà còn phải cố gắng sống cho người mình thương nữa. Thế nên nói chung là gia đình của mình cũng là một trong những cái lý do khiến mình tiếp tục để mà đi tiếp kiểu vậy. Mình biết khi mới ra trường sẽ có nhiều bạn áp lực đồng trang lứa, nhưng lo lắng không giải quyết được điều gì nếu bạn không dùng nó để làm động lực để quyết tâm. Ai cũng có thời điểm của mình hết, có người 60 tuổi khởi nghiệp thành công, có người 40 tuổi mới tìm được nửa kia của mình ở độ tuổi 22. Còn quá sớm để bỏ cuộc, tốt nhất hãy học cách không bao giờ bỏ cuộc. Khi sinh ra cuộc sống đã không công bằng với tất cả, nhưng hãy cảm ơn vì ba mẹ cảm ơn ba mẹ vì đưa ta đến cuộc đời kiểu vậy. Thì hồi xưa mình cũng có hay tâm sự với mẹ, mình nói là thật sự thì mình không có thích cái thế giới này một chút nào đâu, nhưng mà mình cũng sẽ mình rất là biết ơn vì mẹ đã sinh ra. Cái topic này không biết sao mà tự nhiên kiểu hơi bị nhạy cảm, mình muốn khóc ấy kiểu hơi bị ngại, sorry mọi người. Bạn có thứ mà người kia không có, như vậy bạn sẽ học được sự khiêm tốn và nỗ lực. Thành công chậm và khó khăn vất vả sẽ tạo nên nhân cách, điều này có lợi cho gia đình và xã hội. Thì hết nói chung là mình nghĩ ra nha, là kiểu cuộc đời an bài cho chúng ta những cái hoàn cảnh không giống nhau đúng không? Thì á, sinh ra trong mỗi hoàn cảnh thì nó sẽ có những cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau, và quan trọng nếu như các bạn biết nhìn nhận đánh giá một cách đúng đắn á, thì chúng ta sẽ có, nói chung là chúng ta sẽ biết lợi dụng cái ưu thế của mình mà để tiến lên. Nói chung là mình phải biết lợi dụng, gọi là cái thế mạnh không công bằng. Thì cái thế mạnh mình phải tìm ra được cái thế mạnh không công bằng là gì, ít nhất nha. Ví dụ như là mình sinh ra, các bạn chúng ta sinh ra trong một gia đình không có điều kiện, không quá dư dả đi, thì mình đã biết được cái tầm quan trọng của đồng tiền này, biết được cái sự đi làm của ba mẹ mình cực khổ như thế nào, thì mình sẽ gọi là biết cách trân trọng đồng tiền nè, học cách nói chung là nỗ lực và học được những cái đức tính khiêm tốn, nỗ lực tiết kiệm tiền, trân trọng những cái mối giá trị mối quan hệ xung quanh kiểu vậy. Và mình sẽ học được nhiều nhiều cái bài học hơn. Ví dụ như nếu như mà các bạn sống trong một gia đình có điều kiện thì nó cũng tốt thôi, ý nhất là các bạn có cơ hội được nhìn ngắm thế giới nhiều hơn, được trải nghiệm nhiều thứ mà những người có điều kiện có. Ví dụ như đi học những cái môn cao cấp như là học đàn nè, học nhảy cưỡi ngựa rồi các kiểu, hay là được nhìn ngắm thế giới của những cái người tầng lớp thượng lưu đi chăng hạn. Thì mỗi hoàn cảnh, mỗi mỗi số phận sẽ cho ta những cái ưu thế và những cái khuyết điểm riêng. Nói chung là cuộc đời không có gì là hoàn mỹ cả. Nói chung nếu như ta xem nó là hoàn hảo thì nó sẽ là hoàn hảo, nhưng mà chúng ta xem nó là như là một cái thứ gì đó không tốt thì nó không tốt thôi. Nhưng mà quan trọng là góc nhìn của mỗi người. Đừng tủi thân nha, vì có rất nhiều người như bạn ở đây, mình cũng nằm trong đó, nhưng mỗi năm mình luôn thử thách bản thân mình. Mình dần bớt trách gia đình hơn và thay vào đó là để trách nhiệm vào mình nhiều hơn. 2 năm đầu mình cũng lao vào tiết kiệm như bạn, nhưng sau mình suy nghĩ, chẳng lẽ 4 năm trời học ở đây mình không có một thành tựu nào, nên mình cố gắng học được học bổng, trải nghiệm các hoạt động của trường nhiều hơn và chấp nhận kiếm tiền hơn một ít. Nên bạn có thể chậm cái này như mình nha, các màn hình bị thiếu thì ý ok, thì mình cũng sẽ chia sẻ về góc nhìn của mình luôn nha. Mình cũng không, ý là cái não, cái trí nhớ của mình không được tốt, mình không biết là mình có từng trách gia đình mình vì đã sinh ra trong một cái gia đình không quá có điều kiện chưa, hình như là chắc là chưa thì phải. Thì mình nói chung là mình khá là biết ơn ấy kiểu nói chung là mình là một cái đứa, mọi người hay kiểu mình là cái đứa, ý là không có chí tiến thủ, tại vì cái nhu cầu của mình ấy, mình hay nói đùa với mọi người nha. Hồi trước là ngày trước là mình từng đọc một cái đoạn văn như thế này, ý là vì sao bạn phải sự cố gắng, thì có người trả lời là bởi vì nơi tôi muốn đến rất là xa, món đồ tôi muốn mua rất đắt, nên thế nên tôi phải cố gắng. Nhưng mà nhìn lại mình á, mình là một cái đứa mà thật ra đồ mình thích ăn thì cũng rất là rẻ, nơi mình thích đến thì mình cũng chả thích đến đâu cả, kiểu có đôi khi mình cũng ra ngoài đường để xem mà
Lúc sẽ đi chơi chứ, đi chơi để xem thế giới ngoài kia như thế nào, nhưng mà mình thật sự rất là thích ở trong phòng trong nhà. Thế nên có đôi khi đối so nếu như mà so với những các anh chị hiện tại, các anh chị mà kiểu chị đang chơi với mình ấy, thì thật ra mình cũng gọi là cái dạng mà kiểu thiếu thiếu ý chí phấn đấu, kiểu không có chí tiến thủ nhất trong đàn luôn, nhưng mà thầy mình bảo là thôi bất lực ý, kiểu nói chung là chưa bao giờ mình thấy cái đứa nào không có chí tiến thủ như con các kiểu, thì cũng chịu thôi. Tại vì cái thứ mà mình, những cái điều mình thích nó thật sự rất là giản đơn, nhưng mà mình cảm thấy có đôi khi chính sự giản đơn, những cái sự thích thú giản đơn của mình nó là mang cho mình đến những cái sự hạnh phúc mà người khác không có. Ví dụ nha, mình thấy kiểu đang buồn nha, nhưng mà ai kiểu order Pepsi, nói chung là biết là ăn đồ thức ăn nhanh không tốt, nói chung mình cũng bị la cái vụ này hồi. Nhưng mà có đôi khi ăn Pepsi nè, ăn tteokbokki nè, ăn takoyaki nè là mình vui lên lại rồi. Nói chung là mình là một cái đứa rất là dễ thỏa mãn ấy, thành ra mình cũng ý là nói chung là nhu cầu của mình nó cũng không quá cao ấy. Mình cũng không có nhu cầu phải đi ganh đua hơn thua với người khác, xong cái chỉ cần mình ý là nói chung là mỗi ngày chỉ cần có cơm ăn, có việc để làm, nói chung là làm vui vui vẻ là được rồi. Cái thứ khuyết điểm lớn nhất của mình á, đó chính là còn quá quan tâm đến cái nhìn của người khác, thế nên mình mới kiểu mới lận đận đau khổ như thế này thôi. Chứ thật ra nếu như mà mình bỏ được cái tật mà quá chú ý quan tâm tới cái nhìn của người khác, sợ bị không còn sợ bị nói xấu đồ nữa, chắc mình sống chung lắm. Mình thật sự thì mình cũng đang học cách buông dần dần, nói chung là cố gắng không còn quan tâm đến cái nhìn của người khác nữa rồi. Chứ bình thường mình cũng sống chung với mọi người, mình nói chung là mọi người đừng có nên so sánh với bất kỳ ai, hay là hơn thua hay là ghen tị đố kỵ, những cái cảm xúc đó thì nó thật sự rất là không tốt, mà nó làm cho cuộc đời của mọi người không có hạnh phúc á. Ơi mình kiểu nhìn thấy bạn bè mình hay là anh chị em mình mà có được cái thành tựu gì, mà kiểu đạt được cái dự án gì thành công mà mình mừng dữ lắm, kiểu ý là bạn bè chơi chung với nhau xong kiểu các anh chị bạn bè người ta đạt được thành tựu thì mình cũng nở mày nở mặt, kiểu mình chơi thân với ai là mình xem người ta như là người thân trong gia đình ấy, kiểu người ta đạt được gì mình cũng vui hết. Kiểu có đôi khi mình cũng mang đi khoe, mình rất là ít khi đi khoe thành tựu của mình, nhưng mà mình rất là thích khoe thành tựu của anh chị bạn bè mình ấy. Nói chung là mình đi thế đi nổ thành tích của người khác thôi, nói chung là rất là vui, mình rất là tự hào. Bởi vậy mỗi lần mình kể về anh chị mình nha, mọi người tưởng là mình ghen kỳ tị đố kỵ với người ta, nhưng thật sự không, mình với vai trò là một cái người thân, một người bạn, một người chơi, một người em, thì mình chỉ là chia sẻ, mình tự hào về những cái điều mà họ đã cố gắng nỗ lực và đạt được, và mình nghĩ là tại vì họ cố gắng, họ phải trả giá nên họ xứng đáng với những điều họ có thôi. Cố lên nha, vì không có ô nên phải cố gắng những gấp 2 lần người khác à, cho nên thay vì làm phục vụ thì để chuẩn bị cho sự ra trường và không bị chơi vơi thì bạn đi thực tập, hãy kiếm chỗ nào có lương ấy, ra trường rồi thì có kinh nghiệm luôn, không phải lo nữa. À còn nữa, học thêm tiếng Anh lương rồi sẽ ổn thêm chút, còn vài năm nữa thôi là ra trường rồi, bạn cố lên nha. Thời điểm kết thúc đại học, bước chân vào thị trường lao động, ai cũng cảm thấy chênh vênh, cảm thấy áp lực đồng trang lứa, cảm thấy mọi người đều hơn bản thân mình cảm thấy thất bại mãi không tìm được công việc ổn định, nhưng không muốn bố mẹ mình lo lắng nên mình đã chọn cách không nói ra khó khăn của bản thân. Nhưng thay vì mình chọn bỏ cuộc hay cố gắng, hãy cố gắng bước từng bước để có một công việc ở vị trí nhỏ, lương không cao nhưng phù hợp với trình độ đại học của bạn đang làm. Hãy phấn đấu bạn nhé, cố lên nhé. Mình nghĩ nha, nói chung là mỗi 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 cuộc đời thì nó sẽ có những cái cột mốc gọi là khủng hoảng chung á. Ví dụ như là năm chúng ta lên 18 tuổi thì chúng ta bị khủng hoảng vì không biết ra trường, không biết thi tốt nghiệp xong thì sẽ như thế nào, cuộc đời sẽ đi đâu, là tiếp tục đi học hay là bỏ từ từ bỏ việc học đại học để đi làm. Năm 22 tuổi chúng ta tốt nghiệp đại học xong cái không biết sẽ đi đâu vào đâu, là kết hôn hay là học lên cao học hay là đi tìm kiếm việc làm. Lúc mới ra trường không biết phải xin việc ở đâu, có việc làm hay không, thì đó là những cái áp lực, nói chung là độc áp lực mà kiểu ai rồi cũng phải trải qua một lần ấy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu ba má bạn còn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc thì đấy đã là rất đáng mừng rồi. Có gia đình hậu thuẫn và bản thân bạn cũng biết tận dụng là tốt. Tuy nhiên xét ra mặt bằng chung thì mình cảm nhận thì những bạn tự thân lập nghiệp thường bản lĩnh hơn rất nhiều. Mình cảm giác nói chuyện với họ rất thú vị hơn vì chưa biết họ có thành tựu gì, nhưng ít nhất họ có ý chí, có tham vọng ấy. Chưa kể những người vừa có hậu thuẫn vừa có ý chí
Chúc bạn sớm công thành nhân tội. Nên bình thường hóa việc tự cách xin xã hội ngày nay cởi mở hơn và cơ hội cũng nhiều. Vậy nên nếu không đạt được thành tựu gì thì nên tự hỏi bản thân, chứ không phải là đi so sánh với nền tảng của người khác. Mỗi người đều có một trải nghiệm riêng và được sinh ra và lớn lên trong bình yên đã là một đặc ân rồi. Nói chung là chúng ta đang được sống sinh ra trên mảnh đất Việt Nam trong một cái thời kỳ hòa bình, thì đó cũng là một cái ân ôn huệ rất là lớn. Vì nói chung là đôi khi các bạn cảm thấy là chúng ta được sống trong một cái đất nước hòa bình là một cái điều hiển nhiên, nhưng mà có đôi khi có những đất nước đang lâm vào chiến tranh thì người ta cũng mong 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 là ý là có một ngày hòa bình, một ngày không nghe thấy tiếng nổ, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng bom, tiếng đạn. Thì mình nghĩ là chúng ta nên tự hào vì chúng ta là được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam này, và ông chị cha ông ta đã phải trả giá rất nhiều để mà có được cái cơ ngơi ngày hôm nay, một đất nước Việt Nam hòa bình kiểu vậy. Công hẳn là hậu thuẫn, nhưng bố mẹ vẫn sẵn sàng đầu tư cho mình tiền học dù là bao nhiêu tiền, hay kể cả khi mình bắt đầu startup tức là khởi nghiệp ấy, ba mẹ mình ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ cho mình bất cứ lúc nào. Nhưng bản thân mình cũng muốn có thể tự làm mọi việc mình thích, tự mua thứ mình thích, nên cũng hạn chế sự hỗ trợ từ phụ huynh. Ở đâu cũng có nhiều hoàn cảnh khác nhau, có ước mơ, mục tiêu và ý chí cầu tiến là hơn nhiều người rồi. Thay vì so sánh thì hãy nghĩ theo cách nhìn đấy mà cố gắng. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, mỗi người một khả năng, cứ cố gắng tích cực chăm chỉ học tập, rồi đến một ngày bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Gia đình mình là thuần nông, hồi mình đi học mẹ sinh em nhỏ, nợ nần khá nhiều do xây dựng nhà cửa. Mấy năm đi học đại học mình cũng làm đủ công việc, làm thêm xong còn đi học thêm cả chứng chỉ tiếng Anh, học cả chứng chỉ tiếng nữa, xong giờ đang làm đúng ngành yêu thích luôn, trộm vía lương thưởng ổn định, gia đình cũng trả hết nợ, cuộc sống thoải mái hơn nhiều. 16 tuổi nghỉ học do ham chơi, 17 tuổi làm bảo vệ cho ngân hàng, làm đến 20 tuổi học phụ bếp, và làm đến năm 23 tuổi học bằng lái, làm tài xế do không thể phục vụ người khác được nên nghỉ qua làm xe ôm chuyên chạy giấy tờ cho công ty, cố gắng chạy và làm đến lúc công ty thấy mình có năng lực được lên chức vụ cao hơn trong công việc. Từ năm 17 đến năm nay được 28 tuổi rồi, đã có nhà và có vợ con, có cả một đống nợ từ việc mua nhà nhưng vẫn ổn, bạn đang có được tấm bằng nhé, rồi cứ cố gắng hết mình vậy thôi. Nói chung là mình thấy là có những anh chị kiểu góp người ta góp ý rất nhẹ nhàng, rất là hoan hỉ, và người ta cũng không ngần ngại chia sẻ những cái vấp ngã trong cuộc đời của mình, để chia sẻ để lấy động lực cho những các bạn trẻ đọc được những cái topic này, thì mình cũng rất là biết ơn các anh chị này luôn. Thì mình nghĩ nha, sau này nếu như mà các bạn là một người có kinh nghiệm, có trải nghiệm nha, mình đọc những cái topic nó kiểu nó hơi bị phản, nó không có hợp tư duy của mọi người ấy, thì mình nghĩ là mọi người cũng đừng nên quá là nói lời gì quá cay nghiệt với nặng nề với các bạn ấy, tại vì có đôi khi tư duy nói chung là góc nhìn thế giới quan không giống nhau thôi, có mỗi người sẽ có một cái lý do đúng của nó, nên chúng ta cứ nhẹ nhàng chân thành đối xử với nhau thôi. Tôi cũng sinh ra trong gia đình nghèo, cũng từng ngẫm nghĩ rồi cứ trách cứ bố mẹ nhiều khi mình bước chân vào đời mà không một nền tảng hay bị đợi gì cả. Ở tuổi hiện tại tôi cảm thấy hài lòng vì đã cố gắng rất nhiều và cuộc sống chẳng có gì phải hối hận cả. Chẳng biết nói gì với bạn vì chưa chắc bạn đã nghe. Tôi cứ chúc bạn chân cứng đá mềm, sớm thành tựu hoan hỷ tự dưng đọc thấy cùng cảnh ngộ là chạnh lòng. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình nghĩ là mỗi người mỗi cảnh, nên mình cũng mọi người ba mẹ thì cũng đã cố gắng hết sức rồi, nên mọi người cũng đừng có quá trách bố mẹ mình ý, tại vì nói chung là ông trời kiểu đưa bạn đến cái hoàn cảnh như thế này không phải là ngẫu nhiên, mà điều gọi là do duyên số với lại nhân quả cả. Thành ra kiểu mình nha, cái hồi trước á, nói chung từ nhỏ thì mình cũng rất là kính trọng, kiểu rất là biết ơn ba mẹ mình rồi, nhưng mà kể từ cái lúc đi làm ấy, mình rất là cảm thấy thương ba mẹ mình thương thương cực kỳ luôn ấy. Mình phát hiện là, hóa ra kiếm tiền nó khó như vậy. Các bạn không biết mà mình kể từ lúc mà mình đi làm nha, có ngày là kiểu mình khóc lên khóc xuống, kiểu mình khóc nói chung là không ai bắt mình, hay kiểu không gặp khó khăn gì, nhưng mà kiểu tất nhiên là không phải gặp cái gì quá to tát, nhưng mà mình cảm thấy mình quá tính cách của mình kiểu nó cũng hơi bị nhạy cảm, với nó hơi bị bánh bèo vô dụng ấy. Thành ra chỉ cần mà một cái lời nói, mà tất nhiên là mình phát hiện là những cái công việc của mình nha là mình bị ảnh hưởng bởi cái lời qua tiếng lại, tại vì đôi khi những cái người xung quanh mình cũng hay chia sẻ về những cái job mình đang làm á, có đôi khi người ta sẽ cảm thấy là đố kỵ, hay là cảm thấy là mày
mày dựa vào cái gì mà mày dám đảm nhận cái vị trí đồ nó các kiểu ấy, thì người ta nói sau lưng sẽ nói những cái điều không tốt của mình, thì mình bị ảnh hưởng rất nhiều, và có đôi khi mình cảm thấy rất là tủi thân, và mình cũng sợ bị ảnh hưởng bởi những cái người xung quanh á, tại vì cái dự án này mình biết có những cái dự án mà kiểu mình biết là nó không tương xứng với thực lực của mình được, mình thật sự luôn, nói chung là kiểu chắc là do duyên thôi, nên cái dự những cái dự án đó mới tới tay của mình, thì mình cũng rất là biết ơn, nhưng mà mình rất là sợ ảnh hưởng, bị những cái cộng sự của mình, những người cộng sự của mình bị ảnh hưởng, nên mình cũng gọi là nỗ lực cố gắng làm hết mình, nói chung là thật sự mình cũng đã cố gắng hết sức, nhưng có đôi khi cái sự cố gắng của mình có đôi khi trong mắt người khác nghĩ như là cỏ rác hay gì ấy, người ta không, nói chung là người ngoài, người ta nói chung là người trong cuộc thì người ta luôn công nhận cái sự nỗ lực của mình, nhưng mà người ngoài cuộc người ta nhìn vào thì người ta chỉ nói là dựa vào cái gì mà mày mày được như thế, dựa vào cái gì mà mày được như vậy, nhưng mà thật ra mình thì mình tại vì mình quá chú trọng vào cái nhìn của người khác nên mình bị tổn thương, mình bị áp lực rất có ngày, với lại kiểu tất nhiên là nếu như mà đi làm thì chắc chắn là nó sẽ không có thể tránh tránh khỏi những cái sự mâu thuẫn, những cái sự vấp ngã, những sự sai lầm, nói chung là đặc biệt một cái đứa hậu đậu như mình ấy, mình rất là dễ phạm sai lầm ấy, thành ra có ngày mình cứ ôi trời ơi mọi người chưa biết là mình đi kể, nói chung là mình thảm tới cái chừng nào đó. Mọi người biết là mình đi soạn, mình vừa viết báo cáo, mình vừa viết báo cáo, mình vừa ngồi mình khóc, và nói chung là deadline gần tới hạn luôn, mình vừa vừa khóc, mình vừa lau nước mắt, mình vừa phải tiếp tục chạy deadline, còn mọi người biết không, mình dạo gần đây thì mình cũng có mở lớp dạy tiếng Trung nữa, mọi người biết có nhiều lần á mình tủi thân nha, mà đang dạy á kiểu có đôi khi kiểu ý là học viên mình biết là các anh chị các bạn ấy cũng nỗ lực rất là nhiều ấy, nhưng mà có đôi khi tại vì mọi người không chịu làm bài tập nên bài không theo kịp hay gì đó, nên có đôi khi mình cũng hơi bị bất lực, kiểu gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, còn có những cái ngày không vui ấy. Có đôi khi mình đang dạy mình thật sự rất là mình nhớ ba mẹ mình dai dứt, kiểu tại vì mình đang ở Trung Quốc còn ba mẹ mình thì ở Việt Nam, mình nhớ ba mẹ mình kiểu gì đó ấy, mình thật sự lúc đó mình thật sự mình cũng cố gắng nhịn rồi, tại vì đang dạy mình không thể bật khóc được, nói chung là dạy xong ta nói ta ngồi ta khóc khóc đi, nói chung là dạo gần đây thì cũng đỡ hơn rồi, nói chung là cái tính của mình thì thật ra mình là một cái đứa rất là sĩ diện, ý là trước mặt người khác là không bao giờ khóc đâu, nhưng mà chỉ cần để cho mình ở trong nhà mình mà chỉ cần ngày đó có chuyện gì mình không vui thôi là cuối rồi mình khóc kêu cha gọi mẹ, mình khóc quá nhiều, mình là một cái đứa rất mít ướt. Nhưng mà nếu như các bạn nữ hay là tất cả mọi người, nếu các bạn mít ướt nào mà có nghe được cái podcast này thì mình cũng vợ vòng nha, là con gái thì đừng có nên khóc quá nhiều, tại vì khóc 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 thì nó sẽ giải tỏa được tâm tình, nhưng mà khóc quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái mắt của mọi người, cái thằng mắt mọi người bị tối dần ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái vận mệnh của mọi người, ý là ví dụ nó sẽ bị hạn chế cái vận vận của mọi người ấy, nó sẽ dễ thu hút những cái điều xui xẻo hơn, nó cản vận cản chuyện tốt, nên ít khóc là nha, mình thì mình cũng cố gắng rồi nhưng mà không biết sao mà kiểu bánh bèo vô dụng hay khóc quá. Ừ, nói chung là mọi người mà kiểu muốn hiểu hiểu được ba mẹ thì nên đi làm càng sớm càng tốt, mọi người sẽ biết ba mẹ đi ra ngoài đã khó khăn như thế nào, đã vất vả như thế nào để kiếm được đồng tiền, nói chung là tính ra là những cái job mà mình làm từ trước đến giờ thì nó cũng tính ra thì cũng không phải là lao động vất vả gì, nhưng mà khó khăn thì chắc chắn sẽ có, thật sự mình phát hiện là trời ơi ai nói là kiếm tiền dễ thì thôi mình xin chịu, chứ kiếm tiền là nó chưa bao giờ là dễ dàng đối với mình cả, thật sự mình muốn lạy luôn, nói chung là đi làm nó là cực và đi làm cũng rất là khó, nói chung là chỉ có xin tiền của ba mẹ mới khỏe thôi mới nhanh như vậy thôi, chứ kiếm tiền của xã hội nó thật sự rất là khó khăn, nó phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt công sức rất là nhiều, nói chung là kiếm tiền không bao giờ là dễ, mọi người hãy nhớ cái câu này của mình. Mình nghĩ bạn nên bình thường hóa việc không có gia đình hậu thuẫn và tự lực cánh sinh. Nếu vậy thì bạn sẽ có động lực cố gắng hơn, nếu không có gia đình hậu thuẫn mà vẫn không làm nên trò trống gì thì cũng đừng áp lực thì cũng áp lực ngang ngửa vậy thôi, nếu ba mẹ còn khỏe không bệnh tật, bạn sống vui vẻ không có gánh nặng phải lo toan cho ai, mình thấy như vậy cũng hạnh phúc rồi á. Thử nghĩ những điều này ngược lại xem, cuộc sống bạn còn khổ hơn nhiều bây giờ á. Đó là những anh chị chia có cái này quen quen này chia sẻ rất là đúng, nói chung á ôi trời, nói chung là kiểu giàu sang phú quý thì chắc là tùy mệnh, nhưng mà mình đi xa tại vì mình cũng có đôi khi cũng không thể về nước nữa, mình chỉ cầu mong là thôi gia đình vẫn còn khỏe mạnh, mình vẫn vẫn đang cố gắng thì thôi vậy thôi, chứ biết sao giờ tương lai thì cứ nói chung á, mình hay nói với bạn bè chúng ta cứ làm việc nỗ lực hết mình đi, còn kết quả như có như cái quần què thì cũng chịu thôi, chứ biết sao giờ mình cũng đã nỗ lực rồi mà nỗ lực mà kiểu kết quả như vậy thôi thì
Nói chung ít nhất mình có nỗ lực thì mình sẽ không hối hận, chứ giờ cứ áp áp đặt một kiểu phải thành công, phải giàu có, hay là phải làm dự án gì cũng ăn may trúng được cái dự án đó, hay là thành công vang dội, thì nó nếu như mà được thì quá tốt, mà không thì thôi. Chứ có nỗ lực à, thôi mình cứ nỗ lực hết mình, còn cứ để trời cao ăn bài dựa vào ông trời hết cho mình đi. Giống bạn đi tập gym mà so sánh con khỉ độ có khả năng biến hoa quả thành amino acid để chuẩn thành cơ thể với thành cơ với bạn á, hay là so với bạn mới tập 18 tuổi đi làm sếp ở doanh nghiệp lớn do gia đình quan cho lương 100 củ đó, hơn 100 củ, với những người đi xin làm công việc được ít đánh giá cao hơn, phục vụ công việc chức vụ thấp ở những nơi mà chẳng có lợi thế nào ấy, chả còn biết đâu hay không, thiếu công bằng lắm. Nhưng mà bạn sẽ nhìn vào thành quả của mình và thấy xứng đáng, còn những bạn kia thì sẽ khó á. Bạn ơi, nếu mà gia đình hòa thuận, bố mẹ khỏe mạnh lo cho bạn đi học là tốt rồi. Bạn học đại học bình thường là do sức bạn của bạn, không phải do bố mẹ đâu nè. Suốt 3 năm học đại học không có thành tựu gì là do bạn thụ động, chứ đâu phải do bố mẹ đâu nè. Chị mình học trường top mà vừa chạy Grab vừa làm gia sư thêm học bổng ngoài để kiếm xin học phí, mỗi kỳ phải tranh top để kiếm học bổng toàn phần học phí. Nói chung nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Không có gia đình hậu thuẫn thì phải cố gắng hơn thôi bạn. Nhà mình thuần nông, bố mẹ mình kiếm từng đồng nuôi. Năm chị em nhà nghèo, từ bé phải phụ bố mẹ, nhưng năm chị em vẫn lượt đi học đến trung cấp, cao đẳng, đại học, tại chức đủ cả. Không có thành tích gì nhưng luôn cố gắng trong cuộc sống. Bây giờ chị em mình đều có công việc, cơ ngơi, nhà cửa, xe cộ của ổn định, và đều là tự túc, không nhờ vào bố mẹ, không dựa vào ai. Qua một câu chuyện rất là tạo động lực cho mọi người. Xây đắp nên tương lai dọn sẵn cho mình mà lại bước ra làm thứ mạo hiểm, nhưng mình vẫn quyết định thoát khỏi vòng tay của bố mẹ bảo bọc. Trong suốt 2 năm bước ra lối an toàn đấy, mình từng mò mẫm xây nên một con người mới của chính mình từ 2 bàn tay trắng ngây thơ. Thứ duy nhất có trong mình là nhiệt huyết cho việc đang muốn làm đó. Bố mẹ không cản nữa nhưng vẫn ở sau quan sát. Bố mẹ không cho mình tiền, không chỉ lối, chỉ đắp thêm một viên gạch định hướng đi mới cho mình, rồi mình dần tìm ra. Ba mẹ làm nông nhưng vẫn lo cho mình ăn học đàng hoàng thì nên tự hào nhé. Tao cũng 22 tuổi, học bình thường, ba mẹ cũng làm nông, nhưng lúc nào tao cũng tự hào vì ba mẹ đã dành hết tất cả những gì tốt cho mình. Nói chung là sống trên đời thì mình nghĩ là, đặc biệt là đối với những người thân mình thì mình nghĩ là chúng ta nên kiểu gọi là biết thấu hiểu, đặt đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu cho nhau, kiểu kể từ cái lúc mà mình biết đặt hoàn cảnh bản thân của mình vào hoàn cảnh của ba mẹ thì mình kiểu biết cảm thông và thấu hiểu cho ba mẹ nhiều hơn. Mặc dù có đôi khi thì cái hành xử của ba mẹ nó cũng vô tình làm tổn thương đến mình ý, nhưng mà kiểu đôi khi mình cũng sẽ thấu hiểu mà. Thì kiểu trên mạng hay nói câu là bởi vì ba mẹ cũng là lần đầu làm ba mẹ nên gọi là không thể tránh khỏi được sai sót ấy, kiểu vậy. Đôi khi bố mẹ gia đình không ngăn cấm cũng là một sự ủng hộ rồi, chẳng mong gì hơn. Lầm lỗi mà bước đi, đừng ngần ngại lăn xả vào công việc cũng bình thường. Anh học ở đại học phèn, người ta vẫn gọi là trường làng trường rách, gia đình cũng chỉ đủ ăn, nhưng mà quan trọng là phải cố gắng nhiều. Mình sinh ra đủ chân tay lành lặn, có sức khỏe thế là quý rồi. Đúng rồi, bớt so sánh, bớt đau thương nha em. Các em thấy chỉ là bề nổi của mỗi người, nhiều khi cuộc sống em đang sống hiện tại là điều mà người khác mơ ước đó. Lấy bản thân so sánh với bất kỳ ai cũng chỉ là cảm giác tự ti, cũng chỉ làm cảm giác tự ti trong con người em, ý là cũng chỉ làm cảm giác tự ti trong con người em nhiều hơn thôi. Nhưng mà nhân nhân bất thập toàn, một cuộc sống không ai là vĩnh viễn điều hạnh phúc, không ai vĩnh viễn điều đau khổ đâu nha mọi người. Mỗi người đừng đừng có nhìn thấy trên mạng người ta kiểu đi nhà lầu xe sang hay là khoe thành tựu đồ các kiểu mà mọi người cảm thấy tự ti, hay là cảm thấy là cuộc đời bất công nha. Nói chung là sẽ có những tháng ngày giông bão, hoặc là có những tháng ngày nắng dịu dịu dàng kiểu vậy. Góc nhìn của một người 29 tuổi nha. Chị đi học với sự giúp đỡ hỗ trợ chi phí nhà trọ từ bác, còn lại tự lo. Thời gian của chị xoay quanh kiếm tiền ăn, kiếm tiền đóng tiền học. Chị không đủ tiền để học ngoại ngữ, chị mượn láp, thậm chí là đến thư viện để dùng
mấy năm bài tập tới năm ba mới để dành được 4 triệu mua cái laptop cũ, và nó kiểu ì ì à ì à á, nhưng mà có còn hơn không, không có xe cũng không có ngoại hình, ra trường tự thân kinh doanh cũng không có thể dựa được vào gia đình, nhưng chị cũng tự hào vì bản thân có thể do lo được cho mình và gia đình kiểu vậy. Mình biết ơn vì bố mẹ mình còn khỏe mạnh, ngoài kia người ta có điều kiện hơn, giỏi giang tài năng hơn, người ta vẫn cố gắng nỗ lực hơn từng ngày, nên mình càng cố gắng nỗ lực hơn nữa. Em mới 22 tuổi, chuẩn bị bước chân vào thị trường lao động, còn nhiều cơ hội để học tập và phát triển, cố gắng hơn em nhé. Ở câu này nói chung là sau cái topic này, nói chung là chúng ta phải nhận ra được một điều là biết ơn, biết ơn, biết ơn vì á, chúng ta có bố mẹ, biết ơn vì bố mẹ chúng ta vẫn còn khỏe mạnh, biết ơn vì chúng ta được đi học, biết ơn vì chúng ta vẫn còn sống. Đó là những cái điều mà mọi người tưởng là đáng lẽ dĩ nhiên đang có, nhưng mà mọi người nhìn vào những cái cuộc sống có những bạn bất hạnh hơn chúng ta, ý là những các bạn ấy không có những điều đó, thì những cái thứ mà mình đang có đã là một phước lành nha mọi người. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống mình chẳng thiếu thốn gì đâu, dù gia đình bồ thuần nông nhưng nuôi bồ học đại học được thuê nhà trọ đã là hơn khối người rồi. Hai chữ gia đình thật sự đã là một hậu thuẫn Hai chữ gia đình đã là một sự hậu thuẫn rồi đấy. Câu này rất là hay đúng nha. Ok, thì cái chương trình ngồi ở đây đàm đạo cùng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người hôm nay đã ngồi ở đây và lắng nghe mình dài dòng văn tự như này. Thì thật ra không biết tại sao mà hôm nay kiểu đang quay video ấy mà kiểu cảm xúc dâng trào, nó mít ướt nó lên, nên có đôi khi trong cái lúc quay thì mình cũng có khóc, thành ra là cái giọng nó không có được ổn cho lắm, nên hy vọng mọi người sẽ thông cảm. Cảm ơn mọi người hôm nay lắng nghe, hy vọng là topic này nó sẽ giúp ích được, hay là tạo được cái động lực được gì đó cho mọi người. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc cái podcast số 4 này tại đây. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người ngon. Bye bye mọi người.